thằng người bữa mà được ca cua á, được hai cua giờ mà cua nó dằn mẹ cua lên. Chào tất cả mọi người nha, nay hai vợ con mình sẽ làm món cua răng me nha mọi người. Mọi người thấy giao hàng cua này, bữa hai vợ con mình đi bắt nè, được hai con cua này mọi người. Giờ ba mình sẽ mặn á. Hai con cua giữ gần mọi người, quấn càng nữa nè. Cua này động được 2-3 bữa nè mọi người. Giờ ba mình sẽ tách mu ra nè. Mày rửa cho ba, rửa hả? Hả? Thì sao rửa được? Nó phải chết hả? Chứ mày rửa được hả? Quấn hai càng dữ quá hả? Ba mình rửa sơ sơ sửa ra. Cô nàng bữa ba mình rửa sạch rồi, còn nó còn xíu bụng mọi người. Còn xíu bụng à. Cô này cô được không ạ? Ôi sao thật ghê không? Mà cô chắc ghê không? No nè. Ngon ghê. Giờ ba mình sẽ lọc dây nè mọi người, dây nè. Rồi thấy dây không? Đó, ba mình lọc dây ra nè. Mình bỏ đây. Rồi thấy con cua nè. No thật luôn nè. À, giờ ba mình sẽ tách cái mai nè mọi người, cái mai đó. Cái miệng nè, bỏ. Xong rồi ba mình tách cái yếm nữa hả? Cái yếm nè, cái bụng mọi người, mình bỏ cái yếm nha mọi người. Thấy không, bụng nè, bỏ cái yếm nè. Lát này rửa lại sơ sơ rồi, rửa sạch cái nó, gạch nó trâu thanh luôn hả? Còn con mọi người. Gặp nhiều ghê không? Bắt mình để gặp lại nè, ba mình sẽ để mình xúc nghe vô nè. Nó chín lên nó thơm lắm. Cua rất vỏ chết liền ha. Cái hôm bữa ba mình luộc mọi người, ba mình sẽ đâm cái phía sau cho nó chết. Còn này mình để cái này mình bằng kia thì mình tách mu nha mọi người, mình xúc me tách mu chứ mình không để nguyên con được. Nếu mình tách mu ra mình cho nó sạch sẽ ha. Con này sống lâu quá ha, này nó ở dưới sông là nó sống lâu dữ. Để khô là nó sống bữa chết. Nó ốm mà chứ nó đâu chết hả? Ốm à. Cái này nhiều người họ nuôi ở dưới mấy cái ao được không? Nuôi họ cho ăn á. Cái họ lấy cái vợt các bạn. Cái họ câu lên cái con nào mà nó chắc thì họ bắt, còn nào ốm thì họ thả lại nè. Thấy à, ngon chưa? Cua này vàng dữ ta. Cái này vàng. Chắc. Ngon ghê. Thấy nè, cua này á. Ok, cái này cái gì ta? Cái vú đó hả? Vú ăn được không? Được. Được. Vú không? Lại thật là cái xí sơ thôi. Xí sơ này đấy. Bây giờ ba mình sẽ rửa sơ lại nha mọi người, để mình sẽ chế biến nha mọi người. Các bạn nhúng xong lấy ra liền, để đó gặp cho hết nó. Cua này cơ bản là mình ở ngoài kia mình làm sạch sẽ mọi người, mình rửa sạch rồi đó. Cái mình vô đây mình tách mu cái mình rửa sơ lại được rồi, nó sạch sẽ rồi. Ngon ghê. Giờ ba mình sẽ rửa cái thau này nè mọi người. Để ba mình sẽ ốp cua này nha mọi người, để xong mình mới chế biến nha. Nó ngon. Cái này phải cắt làm hai đúng không ba? Cắt làm hai người ta dễ ăn ha. Cua này cũng bự nè. Cua này mà nó to nữa mọi người, cái mình cắt làm tư nha mọi người. Còn cua này nó nhỏ thì ba mình cắt làm hai thôi. Bây giờ ba mình sẽ cắt cái vỏ cho mọi người, cho nó vòng danh á, cho nó đẹp á, nó tròn á. Cái này nó nhô 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 mọi người đó, ba mình cắt cho nó tròn lại nè. Đẹp quá à.
cái mùa cua này nó gạch nhiều mọi người, ăn gạch béo lắm. Mọi người thấy gạch đó không? Ăn vừa béo thì thôi luôn á. Quá ngon. Nói giờ ba mình cắt cái chân nữa mọi người. Cái que nhọn á mình ăn á, nó ăn vô nó dướng đau lắm, đâm vô miệng mình á. Giờ mình cắt cái nó bỏ đi. Cái que nó nhỏ xíu rồi nó cũng xương rồi, nó không thịt đâu. Nó từ que thứ hai á. Thứ hai với que đầu tiên á là nó cái bắt cái đốt mọi người đầu tiên á. Đốt với đốt hai đầu tiên á thì nó sẽ có thịt cho mọi người. À, ngon ghê. Cắt còn hai đúng không ba? Như đây sốt me là hai cha con ăn ngon luôn mọi người. Que nó nhọn dữ à, que đó mà nó đầu hang mọi người, que này nhọn nè, đầu hang nè, đầu sâu lắm. Bây giờ vô mấy cái góc bằng, góc đước đồ á, nó đào ao, nó đào cái hang nó sâu, nó chui nó ở. Ba mình cắt đôi đây nè, còn nhỏ cái đôi mọi người. Ngon ghê không? Ba mình xong mọi người, thì dưới đây nè, nó ngon ghê mọi người. Giờ ba mình sẽ tiến hành ớp cái cua nha mọi người, để lát mình chiên lên á. Không mình bỏ đường nha, ba bỏ đường nè. Đây có tương ớt này mọi người, với mắm nè, nó bột ngọt này, cho tí bột ngọt vào, bột ngọt, ăn đường, có đường nhiều để ngọt. Thì ba bạn cho ít mắm này cho thơm mọi người, nó thơm ghê. Cho một cái tương ớt nữa cho nó có màu cũng đẹp. Vậy ba mình chọc trộn đều lên, trộn đều lên để nó còn ớt á, xong rồi mình sẽ chiên nha mọi người. Giờ ba mình sẽ chuẩn bị tỏi với hành nè mọi người, để mình băm ra xong rồi lát mình ốp một ít, mình ốp với cái cua đó mọi người, còn một ít thì mình sẽ cho vô súp me, cho với me xong mình sẽ trộn lại mình súp cho nó ngon, cho nó thơm mình chắc hai tỏi được ba hả, hai tép được. Giờ ba mình sẽ xắt cái hành với tỏi này mọi người, để mình bầm lên á cho nó nhuyễn á, xong rồi mình sẽ ốp với mình súp cà nha mọi người, súp súp me nha mọi người. Giờ ba mình xắt xong mọi người, ba mình sẽ bầm nhuyễn nha nè, bầm nhuyễn rồi lát mình bỏ chung ốp nè. Hành này nó nồng quá ha, tỏi nó thơm mà hành nồng, nó nồng ghê. Này mà mọi người bầm nhiều quá cái nó cay mắt lắm mọi người. Rồi ba mình sẽ cho một ít hành với tỏi nè mọi người, để mình ốp lên dưới này nè, còn một ít á để lát mình sẽ bỏ chung với me mình sốt nha mọi người. Thơm ghê. Rồi, ba mình sẽ bắt cái chảo lên nè, giờ ba mình sẽ cho cái chảo này nóng lên á, mình cho dầu vô nè mọi người. Chảo nóng mọi người, giờ ba mình cho dầu vô mọi người. Thêm nhiều ít quá đủ. Ba mình sẽ cho thêm dầu nha mọi người, nãy ít đó, nó đủ á, mình cho thêm dầu vô xíu. Mình sẽ bỏ con cua này vô nè, mình chiên lên, chiên cho con cua này chín nha. Cua này chắc màu chín ba ha, màu mấy cô ba phút chín ba phút hả, nó dầu sôi đó. Và ba mình sẽ bỏ cua vô em mọi người.
còn chừng văn dữ á, bớt gan mà thơm ghê không, bỏ tỏi với kia nó thơm mọi người, cua nải tanh á nên mình bỏ tỏi với hành á, cái mình ớp vô cho nó bán mùi đi, nóng à. Còn ê nước cái nước để lại bà bác thử luôn hả, thử luôn hành nước ớt ớt. Mọi người thấy ngon ghê mọi người, bao bằng cái chiên lên cho nó chín nè, cái này mình cho vòng khoảng mấy phút là chín rồi mọi người, bây giờ chín một bên rồi mọi người, giờ ba mình sẽ lật lại mọi người cho nó chín đều hai bên luôn nè. Ồ, cua này màu chín quá ha, nó đỏ hết trơn à, trời thơm này thôi luôn, thơm thơm mùi hành là mùi nước mắm nè, trời thơm mùi đường, ồ đúng cái này đỏ mọi người, à, ngon ghê không. Giờ mình để xíu chín nha mọi người, giờ ba mình sẽ làm súp me, giờ ba mình sẽ cho me mọi người để mình làm nó xốp nha. Đó. Giờ ba mình sẽ cho nó sôi á, mình đổ vô tô nè để mình khuấy cái me nè mọi người, rồi cái me nó làm cứng nè, nó mình dùng nó sôi á, nó sôi ba mình nấu ra nè, mình chế lên cho nó tan ra mọi người. Mọi người thấy ngon ghê không? Ba mình trở lại nè, mình đổ áo bánh luôn mọi người. Quá ngon rồi. Ba mình băm hành cái tỏi xong mọi người, ba mình sẽ cho vô cái nước me này. Đó, để mình bỏ lên chảo á. Cái mình rang sơ lại nữa cho nó chín. Đó, nó kẹo ngon không? Ba bỏ ít đường này. Cho nó chua chua ngọt lắm mọi người. Ngon lắm mọi người. Trộn lên nè, thơm ghê à, đây cua chín rồi mọi người, thấy ngon ghê không, giờ ba mình cho ra dĩa nè, ồ nó muốn khét luôn mọi người, à, ngon ghê không, thơm ghê thơm luôn, à, cho ra dĩa thơm quá thơm, đây cái mùi cái đỏ. Ghê mọi người, quá ngon luôn. Giờ ba mình sẽ cho nó sốt me nè mọi người, đó cái mình đổ vô chảo nè, cái mình để xíu cho nó chín đó mọi người, đó, mình xào qua xào lại cho chín nè, cho cái tỏi với cái hành này thấm đều với cái sốt me mọi người, với đường đó ngon, xong mình mới cho cua vô mọi người. Thơm ghê ha, nó thơm ghê mọi người, nó thơm ghê không, tỏi nó bay là hơi lên nè, với cái hành á nó bắt mùi lên thơm quá thơm nè, nghe mùi chua chua ngọt ngon ghê, chua mọi người thấy không, quá thì ngon, cái này mình sẽ để cho nó xíu nó sệt cho mọi người, để xíu nó cạn nước xíu á, nó sệt thì cái mình bỏ cua vô á, cái nó thấm vô cua ngon lắm. Hai giờ ba mình trộn sơ nữa, nó sợ rồi mọi người, mình thấy sợ đang ngon ghê không? Hai giờ ba mình sẽ cho cua vào mọi người, à, ngon thấy ngon ghê không? Cái mình bỏ cua này vô mình trộn sơ nữa là nó thấm á, cái nước mè thấm vô cua mọi người, thấy ngon. Rồi cua mình thấy bún nó tràn nó que luôn. Thơm quá thơm rồi. Giờ ba mình sẽ trộn lên mọi người, trộn lên cho nó thấm đều quá. Ngon ghê không? Thấm đều me me nó thấm đi cua.
à, chua chua ngọt các mọi người, sẽ ngon hơn. Ngon ghê không? Quá trời ngon mọi người. Ngày ba mình sẽ dùng cái chảo mọi người, mình đảo lên nè cho nó thơm mọi người. À, ngon ghê không? Rồi, chính là mọi người, ngày ba mình nhắc xuống nè, nó ngon mọi người. Mọi người thấy ngon ghê mọi người. À, mình ba mình đảo lên nè, thấy ngon ghê không? Để hấp như cua nó chua chua, ngon 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 mà. Giờ ba mình sẽ cho ra dĩa nè mọi người. Nhìn nó ngon. Chó bên kia thấy nó nghe mùi nó sủa dữ. Ba mùi thơm ghê không? À, ngon nè, ba mình xếp nhìn đẹp không? Thơm ghê mọi người. Đó, nhìn nó chăn cua thiệt luôn ha. Đầu bếp có khác ha. Mọi người thấy ngon ghê mọi người. Mọi người thấy ngon ghê mọi người. Cua này ta mà làm xong mà nhìn ngon ghê. Cái này mình ăn vô cái là nó ngọt thôi luôn, ngọt chua chua. Thơm mùi cua á, nó ngon luôn. Cảm ơn mọi người, cua ra không phải mặn rồi. Hai vợ con mình làm món cua đông me xong mọi người. Giờ hai vợ con mình mời tất cả mọi người cùng thưởng thức món cua đông me nha mọi người. Mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ hai vợ con mình nha. Cảm ơn mọi người nha. Giờ ba bạn ăn thử nè. Trời ơi, nhìn ngon ghê mọi người nè. Mọi người thấy không? Mọi người thấy không? Ngon nè mọi người. Trời ơi, thơm. Cua ngon ha. Ngon quá. Rồi hẹn mọi người gặp ở clip sau nha mọi người.